Con, nay tôi đi tới ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và tham quan cái đồng ruộng cho thấy cây lúa và bón phân con lười để nhánh rất là tốt. Cái độ để nhánh nó rất là đồng đều. Bà con thấy là cái bụi lúa là để nhánh rất là nhiều nhưng mà cái độ đồng đều cây rất rất là chuẩn. Ừ, chúng ta thì vạch cái gốc ra để xem là các cái chỗ cái khóm này ấy, thì nó có đến khoảng bao nhiêu là cái rãnh hữu hiệu. Cái này là khoảng cả 100 rãnh hữu hiệu ạ. Ừ. Cái độ đồng đều nó rất là đều nhau, để nhánh rất là nhiều nhưng mà cái cây nào cũng bằng nhau hết. À, độ đồng đều À, nó mụn tương to nhau. này. Mụn này là coi như là nó cả một cái khóm lúa, Một khóm khóm rất mạ đúng không? một Lên. khóm mẹ nhưng mà nó rễ nhánh rất là tốt. Nếu như mà phân hóa học thông thường ấy thì cả một bụi này liệu nó có lên được không ạ? Thông thường thì nó để nhánh rất là yếu, ít À, hơn cái phân con lười nếu này. mà nó lên cả bụi to này thì chắc là nó không lên nổi đúng không? Nó yếu, nó dư sức Đây, nó chúng ta không vén lên lại, được. chúng ta vén lại xem cái gốc của nó đây này. Đây là cái gốc của nó Nó vẫn rất là sạch. phải chặt là gốc to đúng không? To cứng Cái cây. nhánh nó to. Cái này đến cả trăm hơn trăm à. Trăm. Hơn Ừ, trăm. hơn trăm cái bông đồng nữa. Rồi, ok. Quá tốt. Mình hóa học là mình thấy này, một bụi rẻ rẻ rẻ, ngoài nó cũng đâu có nhiều đâu, cũng năm mấy két có đáng Vâng. nhiều được chứ của mình. Đây bên này là bên võ học đây. Bên võ học đây thì nó không nhiều. Đây cả cái bụi của nó ấy, thì nó cũng không lên được to như kia. Mà bên phân hóa học thì bệnh nhiều. Đó. Chỗ này là nó sập hết này. Nó ủ nhiều quá. Phân con lười là một loại phân bón tổ hợp cân đối đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng, siêu vi lượng và đặc biệt là có các cái hợp chất hữu cơ nano. Trong phân con lười chúng tôi bổ sung thêm các cái đạm động vật như từ đạm bột cá, bột thịt và các cái dung dịch chiết xuất từ đạm động vật cũng như là thực vật, giúp cho phân con lười có cái tính năng nhả chậm từ bên trong ra bên ngoài.